Trong khi đó thì anh chỉ thắc mắc là vì sao chân tay em là không rửa. Hình như tóc em là lâu lắm rồi không gội đúng không? Dạ. Đây này, tóc kết xù đây này, các bác này, kết xù dính dính lại với nhau, cứ kệ nó. Trời ơi, sao mình không gội? Nên em bé tội nghiệp chưa này? Nhưng cái này bị làm sao này? Mụt á? Trời ơi, bị mụt hết nữa. Thực sự không thể tưởng tượng nổi đây là nơi ngủ của chị luôn á. Trời ơi là trời, các bác này, cái chỗ ngủ đây này không có nổi một cái miếng chăn nào á. Tất cả mọi thứ là ướt hết xung quanh rồi. Đây này, chăn chiếu, quần áo của bé, thực sự rất là tội nghiệp luôn. Nhìn thấy cảnh này là mình nhìn thấy rơi lệ luôn á. Thế nhà không ai à, các bác ạ, hôm nay thực sự là lại một ngày mưa rõ. Bởi vì là cháu San phải mặc áo mưa di chuyển cả một quãng đường, di chuyển về đến nhà em cô, rất là lạnh. Hôm nay thì cái mục đích của cháu San á là dự tính là sẽ đi hỏi nội thất các thứ, tủ rồi là giường các thứ, nhưng mà cũng có quý mạnh thường quân á, cũng mong muốn là đưa cả em cô để có thể là đi lựa chọn á. Nhưng mà do thời tiết hôm nay mưa nên là cháu San chưa thể đi lấy nội thất được các bác. Hôm nay thì cháu San lại tiếp tục mua cả cái bảng điện về rồi là làm nốt cái địa đá. Ngoài ra ở bên trong nhà có một số những cái vấn đề lát nữa cháu San sẽ nói với các bác, chính là lòng tốt của ông bố cũng khiến cho nhiều các mạch thường quân cũng hiểu lầm á. Đấy, chính là cái lòng tốt của ông ấy khiến cho các bác cũng hiểu lầm cháu San nữa. Để cháu San giải trị cho các bác là chính là cái này. Để cháu San đi vào bên trong nhà này. Cháu San tới đây thì chưa gọi em Coco. Coco còn đang ở trên kia. Nên là cháu San nói một chút cái này. Tức là tất cả những cái cửa phòng á, hôm đó thì cháu San đội thợ nói rằng là không có làm những cái chốt ở bên ngoài này. Nhưng mà cái lòng tốt của ông bố muốn là có cái chốt này để cho nó an toàn. Rồi cuối cùng ra lúc đó cháu San tức là cháu San lại không có ở đây, thì ông ấy đã kêu đội thợ là phải đi mua cái này về. Cuối cùng này, các bác nhìn gần này, cuối cùng cháu San bây giờ hôm vừa rồi đưa lên á, thì nhiều các bác nói cháu San mới nhớ ra rằng là cháu San đã từng bị nhốt một vài lần ở nhà của cháu San á. Chỉ là cái nhà vệ sinh thôi, có cái khóa chốt như thế này, trẻ con mình đang vào vệ sinh không biết gì, trẻ con nó qua nó khóa vào, rồi lúc đó thì mình gọi điện không gọi được, chỉ có hai người ở nhà thôi mà. Kêu ai thì không biết kêu ai cả, chỉ có nhốt ở đây. Có nhiều trường hợp còn nhốt cả ngày luôn á, đặc biệt là có những người xấu người ta nhốt các thứ nữa, hoặc là chủ yếu nhà mình thì chủ yếu là trẻ con thôi. Cho nên là cháu San nghĩ là nên bỏ cái này đi các bác nhá. Nên là lát nữa mình sẽ phá bỏ hoặc là khoan tháo dỡ cái này đi, tháo dỡ đi, kể cả phòng của cô cũng thế. Mình chỉ lấy cái chốt bên trong thôi, không lấy chốt bên ngoài nhé các bạn. Đấy, mình chỉ cần cái chốt bên trong này là được rồi. Đây, cái chốt rồi tay cầm cả bên trong bên ngoài là được rồi. Nhưng mà cái này là ý là lòng tốt của ông bố á. Cháu San đã bảo nhiều lần rồi, cái này tất cả mọi thứ là cháu làm tốt, không cần ông ấy nhúng tay vào. Nhưng mà ông ấy cứ xuống đây rồi lảng vảng, rồi là nói chỗ này nói chỗ nọ, giống như kiểu ông ấy hiểu biết lắm á. Kể cả cái việc cửa các thứ, ông ấy còn nói là sao ngày xưa lúc xây nhà mình không để sán sắt ở đây, để mà bây giờ mình hàn vào như cái cửa nhôm này hàn kiểu gì. Ông ấy thực chất ông ấy không biết cái gì cả, nhưng mà ông ấy làm toàn làm cái việc như bây giờ, lại khiến cho cháu San bây giờ lại tốn công tốn sức để làm cái này. Không biết là làm cái này nó không phải hàn đâu, cái này không phải hàn nên là rất rất là khó các bác ạ. Bây giờ là
không biết là nên làm sao để có thể làm được. Sao đang thấy cái đội thợ này cũng có một vấn đề lỗi ở đây này. Ngày trước mình nghĩ là nó ok lắm, nhưng mà bây giờ mới phát hiện ra là nó lỗi ở chỗ này. Riêng cái đây các bạn nhìn này, riêng cái này là cái gì nhỉ, tự dưng quên mất cái này gọi là tên gì rồi nhỉ. Ở cái này á là để cái gì nhỉ, để mình để cho vị trí này á, tức là ý là mình sẽ không có để ở ngoài này để cho nó hở ra những cái bản lề, đúng rồi, hở ra những cái bản lề là mình nhìn thấy bản lề á. Ý là ý cho San thấy là nhiều trường hợp là mọi người làm được tương tự như vậy, hoặc là người ta để ở cái mặt bên này thì lúc đó thì mình sẽ không nhìn thấy cái bản lề á. Cho San thấy như vậy, không biết là có chính xác không, nhưng mà cho San thấy là nhiều nơi là người ta làm được như vậy. Đấy, nên là cái này là cái lỗi. Còn bây giờ cho San phải gọi dao xuống để có thể là làm nốt cái kia. Còn ở bên trong những cái chốt kia thì bắt buộc cho San phải tháo nhé. Đấy, nên là ông ấy cứ xuống lẳng phẳng ở trong này, bây giờ lại thành ra nhiều cái vấn đề như xảy ra như vậy. Quá chán luôn các bác. Là phải làm tiếp nữa. Đây là cái test hôm mưa San lắp, đây là đầy nước rồi. Quá đầy rồi. Đầy nước hoàn toàn. Ở đây những cái vị trí này không thấy rò rỉ nước. Như này là quá ok rồi. Thời gian tới nếu mà mình thấy là cái vỏ này nó quá to, mà bật nước như thế này quá to, đấy, quá to như thế này thì mình sẽ mình có thể là mình sẽ thu lại, rồi là lắp một cái vòi nhỏ, một cái vòi nhỏ sang bên này, cái vòi nhỏ nhỏ. Vừa mới gọi không được cho Giao cứ nghe thấy trên nhà nói chuyện to lắm. Các bác chờ San lên xem thử xem là có vấn đề gì hay không. Và hiện tại bây giờ thì không hiểu sao buổi sáng ngày hôm từ tối hôm qua là thay đổi thời tiết rất là khủng khiếp, là cái cơn gió se lạnh qua đây là rất là lạnh, và còn kèm theo mưa nữa. Bây giờ chuẩn bị mưa to rồi. Ui, mưa to lắm. Thôi phải lên nhanh xem. Lạnh thế. Hơi mưa to rồi các bạn ạ. Lạnh quá nên chắc chắn phải đội cái mũ này, với lại mặc thêm cái áo rõ nữa. Sao ơi, chuyên lấy ấy cho anh à? Ôi, trời đã mưa to. Anh đi em xuống. Búa đâu? Bố đi làm à? Cái gì? Đây là... nhà mình làm gì khói thế? Ừ. Ôi giời. Sao ra? Thóc gì mà vớt ở dưới đất đấy? Vừa nãy tưởng là gia đình đang cãi nhau thứ, nhưng mà thấy bình thường, chắc có lẽ là đang chửi các con hay sao ạ? Mẹ của gia đang chửi các con hay sao? Hôm vừa rồi là cô cứ đòi cũng bảo cho San mua con vịt, nhưng mà sau khi mà hoàn thiện hết tất cả cho San sẽ mua thử là khoảng 10 con các bác nhé, 10 con vịt con ạ, để cho cô nuôi xem thử xem như nào. Nhiều khi có những cái con vật đó cô lại chăm chỉ lên thì bắt đầu làm mọi việc để nuôi mấy con đấy thì cũng nên. Đây, trời mưa to quá.
Để xem là Giao mang nốt kéo cái thứ xuống để làm nốt như kia công việc của hôm nay để có thể là có điện về đến nhà. Trong gian tới thì Cho San sẽ mang thêm một cái đèn năng lượng mặt trời để lắp ở bên ngoài hiên, để lúc ban đêm thì mình tắt điện ở bên trong nhà nhưng mà ở bên ngoài sáng để đề phòng những cái kẻ xấu các thứ nữa. À, ở trên này là có một cái đèn năng lượng mặt trời rồi đúng không Giao? Ở nào ấy xong là lấy cái đèn đấy lắp ở bên ngoài này. Lắp ở bên... Hôm nọ anh bảo với bố là không cần lắp cái chỗ cái các phòng ngủ là có cái chốt khóa mà quên mất. Mà em biết lắp như thế như nào? Anh chỉ có cái nhà vệ sinh mà đã bị nhốt mấy lần, xích khóc ở trong đấy. Tức là mình đi vào, trẻ con không biết gì, trẻ con nó khóa lại cửa ở ngoài, đúng không? Đấy thì mình kêu ai? Không ai ở nhà thì... Đấy. Nên lúc nào chắc phải tháo đi. Lại là em muộn về đây nhá. Gian vặt lại cái vị trí ở bên trong này, hôm nọ không có vỏ lép để vặn, cho nên là đang vỏ lép để có thể vặn chỗ này. Chỗ này là phải có bắt buộc là phải có vỏ lép mình mới vặt được nó chặn, còn không là nước nó hết cỡ. Thế cái vỏ lép này hết cỡ không vừa cái này á? Quái lạ. Thế này thì làm sao bạn được rồi. Mình nữa lại phải đi muộn cái vỏ lép to rồi. Thế không được, không được. Tưởng là mang cái vỏ lép vất vả mang từ nhà đến, cuối cùng lại không vặt được thôi ạ. Cái bảng điện này á là hôm nọ không biết là họ dùng cái máy vặt hay sao mà tất cả những cái chỗ này á là không thể vặt được luôn, kể cả những cái đằng sau này cũng thế. Không biết là họ đấu kiểu gì mà chỉ cần là mình lắp điện ở dưới điện chống nguồn vào là bắt đầu nổ. Cho sang phải tự đấu lại mấy cái bảng điện mới. Bóng đèn thì đấu lại này. Bảng điện nó loại này là có luôn cô nhiều áo dài thế, cô nhiều áo dài thế à, lại mặc áo dài đỏ à? Cô thích mặc áo dài đấy nhỉ? Nói cái gì đấy? Thế nuôi vịt không? Có sao không nghe lời? Đây cho luôn đấy, cho luôn cái lược ấy. Đấy con vịt ở ngoài kìa. Làm gì mà biết nuôi đâu. Anh mua về. Không, anh chưa mua đâu. Anh trêu chị rồi. Lúc nào nhé, lúc nào mua sao nhé. Giờ mua về có biết nuôi đâu. Giờ mua về không biết nuôi. Con vịt đấy. Con vịt làm gì ở đấy? Chỗ này là... Ok. Này là cái nút vặt ở đâu nhỉ? Đây còn đứa rồi. Đừng có đóng cửa. Gió đóng rồi. Tưởng là chị.
Thì ra là nó chỉ ghẻ như này thôi. Tưởng là như thế nào. Có vẻ như cái loại bảng điện là dễ lắp hơn sao ạ? Bảng đấy dễ lắp hơn nữa. Lắp trên đầu bên đấy hiểu không? Trên nhà. Cái loại của em kêu nó cũng khó đúng không? Không gì làm một cái cắm vào. Nhưng mà bây giờ anh phải phân biệt xem nào. Cái dây nào là dây ổ, dây nào là dây bóng đèn, đây là dây ổ này. Và cái này nhé, cái hai dây ổ phải nhỉ. Đây là dây ổ nhỉ. Đúng. À, chào San mới lắp xong cái bảng điện ở bên này rồi. Đợi tí giao nối ở trên kia xong là mình xem thử xem là nhựa có ok không hay là có vấn đề gì không nhá. Cháu San thấy là tối hôm qua mưa nên cái vị trí ở bên trên chỗ nền của cô ở đây là mọng nước, ra nước rất là to này. Không biết là đây có nguồn nước gì không. Đây, các bác xem này. Đấy, những cái vị trí này ra nước cực to luôn. Cái này thì khẳng định là khoan giếng thì chắc chắn là có nước rồi. Không bao giờ không có nước, nhưng mà khoan giếng ở đây ấy, vị trí này ra nước rất to, đặc biệt ở đoạn ở trên này này. Ra nước xuống ở đây luôn đấy. Làm test thì đầy cọp luôn. Đầy nước thoải mái dùng các bác ạ. Tại vì không có vỏ lết để vặn chặn cái vị trí này nên là chưa dám bật ở trên kia để test thử xem là kia thực sự cái vòi này nó có yếu hay là mạnh nữa. Nhưng mà lát nữa mình vẫn phải bật ra thử lại xem như thế nào các bạn. Vừa nãy thì cô đi về chắc là đi về ăn sáng rồi lại cười hớn hở xuống đây rồi. Thế nếu mà cô nuôi con vịt thì nuôi ở chỗ nào hả? Đây là chỉ anh xem nào. Chỗ nuôi con vịt ở đâu? Chào San làm xong cái bảng điện năng đại giao, làm ở trên kia xong nó cám vào thử xem là như thế nào. Nuôi ở đâu? Nuôi ở chỗ nào? Nuôi ở chỗ nào? Nuôi ở đâu? Cái gì? Nuôi ở chỗ nào? Nuôi đây á? Hay ở đằng sau? Tôi không biết ạ. Đằng sau này nhá. Chị bó. Có chị bó hải nhau lá bây giờ? Bó. Bó ở chả của hải có chị bó này. Bó là cái gì? Bó nó hải chị? Bó. Vỏ lép. Vỏ lép. On. Off nè, on nè. Off lên. Chắc là giao gọi nhỉ. Alo. Ra đây. Chị khóng á chị? Hả? Cái đấy không phải cái quả ấy đâu. Ra đây, ra đây. Mình thấy cô nhé. Tức là Chào San có mua được ít đồ móc ở chỗ xe, nhưng mà cô không. Cũng chỉ đi quay quanh lại địch xin. Địch xin ấy. Nhưng mà mình không cho, không dám lấy đâu. Nên là chứng tỏ một cái điều rằng là, nhưng mà anh bảo một cái chỗ nhé, cái việc gọi là em nhổ nước bọt, nhổ nước bọt không nhổ như này này, vớt đi, nghe gió chưa cô? Hả? Nghe chưa gió chưa? Hả? Rõ. Hả? Phải như thế, hiểu chưa? Hả? Vâng, không phải hơ, hiểu chưa cô?
Hiểu chưa? Hả? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ok. Phải nói như thế. Thế cô đọc cái biển nhạ, à, cái biển này thế nào? Cô ơi, tối nay anh cho chìa khóa em xuống đây ngủ nhé. Đây, à, tức là cháu San định kiếm cái dây để cho cô đeo lên, nhưng mà bây giờ chỉ có cái dây này thôi, không biết là mình nên cho cô chưa hay là đợi mua đủ nội thất nữa. Bây giờ em có muốn cầm chìa khóa luôn chưa hay là để mua, hôm nào mua đồ xong là cầm? Cô, hôm nào mua đồ xong, nhưng mà cái này nhỏ quá, cái này ngắn quá. Đeo lên nhá, để anh lấy cái dây dài rồi đeo lên cái cổ này nhá. Thế tí nó mất thì sao? Tí để mất đây, đeo ở đâu được nhỉ? Thôi để mấy nữa kiếm cái dây dài đấy, giờ dây ngắn quá, nhé. Sao gửi suốt đây? Ngày xưa tóc như nào? Vừa nãy cháu San cho xem lại những cái video cũ mà lúc cô ngồi ở ngoài đường ấy, cô cười suốt luôn. Đấy, đang rất là muốn xem nhưng mà có mỗi một cái điện thoại nên là cũng không biết mở cái gì để cho xem. Thực ra thì những cái video đó mình xem thấy nhiều lúc mình cũng thấy tội, bởi vì là trong cái hoàn cảnh không nơi để ngủ, lúc đó là cái tấm ván ở dưới cũng là không ai làm cho, mà chính là cô một tự làm. Chỗ ngủ của hai mẹ con lúc đó là hầu như là cô tự làm. San vẫn đang đợi kia chỗ điện này hơi khó khăn một chút, không biết là nó nguyên do ở chỗ nào mà nó cứ bị chập, hay là cái chỗ ở bên trên này có chỗ nào đấy, hay là do cái dây điện đấy có vấn đề. Chắc đấy là phải phi lên xem tự giao xem là như thế nào nữa các bạn. Cô ơi, cô đi về hỏi em trai xem là làm được điện chưa nhá. Đấy, đang soi gương đấy, đang soi gương của cháu, xe của cháu San đấy. Thấy cái tóc ngày trước ở trên có cục tóc không? Hả? Cô? Ui ui, tóc có gầu kìa. Về gội đầu đi, gầu nhiều kìa. Mò chỉ. Chuyển tới à, hút thỏ. Chưa biết được. Hôm mai là... Bác ạ, cô mới đi bắt được một con cá ở dưới ngay chỗ suối này. Sau đó là về ăn cơm luôn. Không biết là ăn cơm với cái gì đây. Cái này cái gì đây? Cô? Cái này là cái gì? Chăn canh gì? Canh đố. Còn nãy còn giỏi đấy. Ở dưới này không để ý mà con cá từ trong ao nhảy ra phát là bắt được con cá. Xử lý mãi cái dây điện không được là em Giao cũng chưa làm dây điện bao giờ. Nên thành ra là em ở nỗi như kia ở trong này á. Hôm qua nhờ tưởng là lúc đầu cho San tưởng là em ấy biết làm, thì ra là em ấy nối những cái nối đều bị chập hết. Những cái bị chập hết cái đấy là mai mà những cái, tức là mình có những cái aptomat ở trên này á, nó trọng tải chỉ cần là chập điện là nó sẽ tắt, nếu không là nó sẽ dễ dàng gây ra cháy nổ nữa. Điện này cũng nguy hiểm phết đấy. Rồi Giao cuốn cái đấy cẩn thận, sau đó là em cán nhá. Anh xuống xem thử xem là bóng đèn các thứ sáng chưa. Chắc là 1-2 ngày nữa, bởi vì là cháu mà đợi tạnh mưa rồi cháu tìm ở chỗ nào hợp giá hợp lý đấy. Tức là cô ở trên này cũng dù sao ngày trước chưa có nhà cửa, cô vẫn vốn dĩ ở trên này, nhưng mà ông bố cứ kêu là làm nhanh lên để chuyển cho nó xuống dưới kia, cho cô xuống ở dưới kia để giống như kiểu là cứ như kiểu lo ở trên này như nọ. Đúng là cô, số phận của cô quá khổ. Ngày xưa sau khi mà ở Cháu San chưa biết đến cô, mình cũng biết rồi đấy các bác. Cũng biết là thường là các bác chỉ có xem ở video đầu tiên Cháu San để đó, các bác đã thấy
gia đình như thế nào, có sự quan tâm đến hai mẹ con cô hay không. Đó, nên đến câu chuyện đó thì mình cũng không nhắc nữa. Bây giờ San xuống xem tự cái dây điện xem là như thế nào nhé. Biết trên này giao cám hay chưa nữa. Cám rồi cho San xem tự xem được. Giao không biết làm. Chỉ có từ những cái dây điện nối nhưng mà cũng chưa làm được. Thế là cho chưa cắm điện à. Đợi một lát nữa, ra cắm điện đã. Sau đó là mình xem thử xem là như thế nào. Thật sự mà từ mọi những cái việc từ lắp điện đến tất cả là hầu như là mình phải tự lo hết các bác ạ. Nếu mà mình mà chào San mà không có làm ấy, thì chắc có lẽ là kể cả như em cô ấy, cũng sẽ mãi mãi mà không bao giờ có điện cả. Bởi vì là như là trực tiếp là Giao cũng không biết làm mà. Giao cũng không biết làm rồi nói về ông bố thì ông đương nhiên là không lúc nào cũng nghĩ là nhanh chóng để có thể đuổi con gái ấy, khỏi trên kia để ông ấy giọt cái lán của ông ấy á, để ông ấy để đồ các thứ. Là ông ấy cứ hỏi cháu là hôm nay mua được nội thất chưa, ngày mai mua được nội thất chưa. Bởi vì cháu còn nhiều việc còn chưa xử lý xong á. Như vừa rồi cũng có Mạnh Thường Quân muốn là giúp cô là lát thêm những cái gạch hoa ở ốp chân tường á. Nếu mà làm thêm những cái đó thì nếu mà mình chuyển hết đồ xuống đây thì nó cũng hơi vướng một chút. Sau khi mà làm xong thì lại khá là khó để dọn nhà nữa. Nên là nếu mà cái nào làm thì mình sẽ làm xong xuôi mình mới mua nội thất các bác nhé. Đấy. Ok ngay, cho San làm phát đây này. Cái này là cái bóng. Đấy, cái bóng bóng này là bóng ở trong bếp này, bóng nhà 8 này. San mở ra cho các bác xem này. Đây là cái bóng ở nhà 8 nhá. Cần mình bật ngay đây là ok ngay. Đúng là lúc đầu tin tưởng nhầm Giao là biết làm điện. Bây giờ cho San sẽ bật hết tất cả các bóng lên xem thử xem như thế nào. Thôi hai bóng này tắt đi. Còn cái bóng ở mấy cái bóng ở trong nhà nữa. Xem thử xem nó. Có ok không đã. Đấy. Ok hết rồi. Còn bóng ở phòng cô. Đây. Sáng hết rồi đấy. Đây các bác nhá. Bây giờ là cho San đang bật cái bóng ở trên này. Đây. Xem này, đây là cái bóng ở trên phòng cô. Đây. Ok hết rồi. Đấy, điện đã xong xuôi nhá. Bên trong bếp là tắt rồi đúng không? Bây giờ thì điện đã xong xuôi. Chào San chỉ có là chờ sau khi mà mai hoặc ngày kia để San rảnh cho San sẽ mua toàn bộ những cái nội thất lên. Là nếu mà tức là tối cho San hỏi xem là quý Mạnh Thường Quân ạ có giúp cô ốp lại cái chân tường ở dưới nền bên đấy hay không. Nếu mà có thì mình ốp, còn không thì mua luôn nội thất về cho cô nhé. Bởi vì ông bố muốn đổi cô đi lắm rồi. Đấy, như kiểu lúc nào cũng hỏi là xong chưa, còn cái này là hỏng rồi. Xong chưa hay là chưa xong, hay là cứ muốn là như kiểu nhanh chóng để đổi cô ra ngoài ấy. Quá tội cô luôn đấy các bạn. Đây các bác, như vậy thì cháu San cũng cố gắng để có thể là hoàn thiện tất cả mọi thứ. Bởi vì là bây giờ trực tiếp là cả như dây điện các thứ là nó cũng không gọi là bó công để mà mình thuê người hay thuê thợ cả. Trực tiếp cháu San cũng biết làm á. Nên là thôi thì mình cứ cố gắng để giúp cô từng cái việc nhỏ.
đặc biệt là những cái việc kéo điện các thứ là chỉ có con trai mình làm thôi, con gái thì rất là ít khi gọi là biết làm những cái công việc này. Thường là buổi sáng ngày hôm nay chả San thấy là hầu như là cô không ăn cơm, thường á cô cũng chả có một cái bữa ăn nào đó gọi là tử tế cả. Chính vì cái lý do đó nên là mỗi khi mà mình thấy cô ăn á là cô ăn rất nhiều, là bởi vì là hầu như là cả một ngày chỉ có ăn một bữa thôi thì làm sao mà không ăn nhiều được các bác, rất đói rồi mới ăn một bữa. Đấy, nên là nhiều khi gia đình ăn gia đình cũng chẳng gọi, coi như là không có người này trong gia đình ăn cũng chẳng gọi, ăn hay không ăn là không quan trọng, với lại nhiều lúc ăn hết cơm cũng mặc kệ. Rồi là bởi vì là cô cũng mắc trong cái căn bệnh như này, cũng là mong các bác chú anh chị sẽ thông cảm và đồng hành cùng với cháu San để có thể là cứu lấy cô cũng như là bé Chính về tương lai về sau này. Ông ấy còn ông bố của cô thì đương nhiên là ông ấy nói thì sao, ông không thể không thương bé Chính, nhiều lúc còn toàn dọa cô là sẽ đem bé Chính đi bán, rồi là nhiều lúc á rồi ông ấy cứ bảo với cháu San là có tiền thì cho 10 triệu để mua đất để cho bé Chính. Đấy, rất là nhiều việc mình đang thấy là ông ấy tức là đang lo là bé Chính ở lại đây, ở lại đó thì sau này ông ấy phải chia đất á, chia đất cho bé Chính á. Thì ông ấy cứ nói như vậy đấy các bạn. Nên là ngày hôm nay thì cháu San cũng xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, các cô chú anh chị trong một video clip gần nhất trên kênh Hoa Nắng Vùng Cao của cháu nhé. Chào tất cả ông bà các bạn.